Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hôm nay mình tiếp tục có mặt tại Hòa Thành, Tây Ninh ha. Đang có rất là nhiều iguana đẹp. Chỗ này là chuyên về hypo luôn, coi như là 99% là hypo luôn. Ok, giờ mình sẽ vô nhà của Quang Hảo cho những siêu phẩm ra phơi nắng hả? Chào mọi người, xin giới thiệu này, đây là Quang Hảo ha. Hảo là một người có đam mê đặc biệt với cái dòng hypo ha. 98% là hypo không. Việt Nam mình thì thích cái màu đỏ nhiều hơn, nó dễ chơi. Tầm size này á, mà ngầu như thế này á, đó thì rất là hiếm luôn ha. Nó bự mà nó ngắn đòn cho nên là nhìn nó khá là quậu ha. Liếc liếc mình hoài à. Này là ruby eye luôn nha các bạn. Ruby eye ha, lại cái mắt nó thật sự nó đỏ. Có những con ruby eye khi lớn cái màu nó lọt xuống hay sao á, nhìn cái mắt nó không có thấy đỏ các bạn. Khi mà nó sung nó gồng lên á, máu huyết tủy đồ á nó sẽ bơm lên. Thì cũng cỡ 1,5 m á. Này 4 tuổi anh. 4 tuổi rồi hả? Bé nó có thể sống được khoảng tới 25 năm ha các bạn. Một người bạn coi như là khá dài, 1/4 rồi đời người á. Bé này được 3 năm tuổi, cũng là ruby eye. Khi nó bám lên tay mình nó cần một cái chỗ nó vững chắc thì nó sẽ nằm im ha. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, hôm nay mình tiếp tục có mặt tại Hòa Thành, Tây Ninh ha. Cái vùng đất là hiện nay đang có rất là nhiều iguana đẹp. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chỗ này là chuyên về hypo luôn. Không có gì khác ngoài hypo, coi như là 99% là hypo luôn. Hypo, red hypo các bạn, những cái màu đỏ rất là đẹp ha. Ok, giờ mình sẽ vô nhà của Quang Hảo. Hello em ơi. Em đang cho những siêu phẩm ra phơi nắng hả? Ok, chào mọi người, xin giới thiệu này, đây là Quang Hảo ha. Ok, đó là chủ của những cái bé iguana ở đây, của những cái dãy chuồng ở đây. Thì Hảo là một người có đam mê đặc biệt với cái dòng hypo ha. Trong nhà nuôi toàn là hypo không, hầu như là 99-98% là hypo không. Rất là nhiều siêu phẩm. Năm vừa rồi làm rất là nhiều siêu phẩm để anh đeo này vô, có gì anh chia sẻ với mọi người ha. Ok em. Rồi ok, hôm nay tới nhà rất là tham quan được, rất là vui. Thấy được rất là nhiều bé đẹp ha. Em có gì muốn chia sẻ với mọi người không em? Em thích màu đỏ à. Em chỉ làm toàn bộ là hypo. Ok, toàn bộ là hypo hết. Thì iguana nó có rất là nhiều màu các bạn. Mình á thì mình luôn luôn tìm kiếm những cái mới mình làm. Thật sự mà nói cái nào mà làm qua rồi á, mùa sau làm lại á thì mình không có phê nữa, cái đó là cái gu của mình ha. Còn gu của Quang Hảo là chuyên về hypo. Yêu thích mà mình nghĩ cái này nó sẽ phù hợp với đại đa số người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình thì thích cái màu đỏ nhiều hơn, nó dễ chơi. Ok em. Sẵn ở đây có nghĩa là điều đặc biệt của chỗ của Quang Hảo á là rất là nhiều hypo và những con rất là khủng ha các bạn. Những cái con mà đạt cái tầm size này á mà ngầu như thế này á thì rất là hiếm luôn ha. Bé nó rất là sung nè. Nó đang cũng đang lột da ha, cho nên là cũng hơi gọi là ý kiến ý cò chút đỉnh ha. Quá là bự luôn các bạn. Cái này chắc cũng nó bự mà nó ngắn đòn cho nên là nhìn nó khá là quậu ha. Khó chịu. Đó, đang cho những cái siêu phẩm ra nè các bạn. Này là ruby eye luôn nha các bạn. Ruby eye. Đó, ruby eye này thật sự mới nói là đúng ruby eye ha. Tại cái mắt nó thật sự nó đỏ. Có những con ruby eye khi lớn cái màu nó lọt xuống hay sao á, nhìn cái mắt nó không có thấy đỏ các bạn. Đó, cái mặt nó trắng bóc luôn. Thì hôm nay trời nó cũng không thật sự đẹp lắm, nó bị mây che nắng nhiều quá, cho nên là thứ nhất là bé cái trạng thái tinh thần của nó sẽ không có được sung. Khi mà nó được phơi nắng nó có năng lượng, nó phơi nó hưởng cái nhiệt, nó có năng lượng, nó sẽ sung, nó gồng nhiều hơn và cái màu sắc nó lên tươi hơn. Còn hiện nay thì trời nó thiếu nắng quá cho nên là cái màu sắc nó cũng bớt tươi lại và các bé nó cũng bớt sung ha. Thì hiện nay các bạn thấy đa số nó đều đang trong giai đoạn lột da hết. Cái này là nó đang trong giai đoạn nghỉ các bạn, bắt đầu nó tuột. Nếu mà khi mà nó sung nó gồng lên á, máu huyết tủy đồ nó sẽ bơm lên, nó bơm lên cái gai này nó kín mít luôn, nó sẽ mập ra cái gai và ở trên này nó cũng đỏ luôn nè. Còn này hiện nay nó đang nghỉ nên nó tuột xuống giờ còn cái lớp vỏ không à. Ok Hảo ơi, em có thể chia sẻ về mấy bé này dòng gì phụ anh với mọi bé người không? Bé này là bé ruby eye. Ruby eye. Dạ. À. Bé này nay được size bao nhiêu ta? Chắc 1,5 m anh. 1,5 m rồi hả? Em cũng không có đo nữa. Chắc cũng cỡ 1,5 m á. Rất là to ha, bé nó đang thay da. Bé này khoảng bao nhiêu tuổi em chăm bé bao nhiêu? Bé này 4 tuổi anh. 4 tuổi rồi hả? Ok. Bé này 3 tuổi.
Sẵn đây cái tuổi thọ của những bé iguana thì mình có chia sẻ rồi, thì sẵn đây mình nói lại luôn thì các bé nó có thể sống được khoảng tới 25 năm ha các bạn. Một người bạn coi như là khá dài, 1/4 rồi đời người á, thì tương đối là ok ha. Nói chung chăm những bé bé mà nó tuổi thọ nó ngắn quá, cái vòng đời nó ngắn quá thì cũng hơi buồn. Còn những cái bé này rất ok, 20 mấy năm. Còn bé này em? Bé này 3 năm anh. Bé này được 3 năm tuổi, cũng là ruby eye. Dạ cũng là ruby eye. Đa số là ruby eye hết. Cái yếm cái này nó cũng có cái cọng gân cái này nó cũng bị sượng lên một cái nữa ha. Ok, còn bé bên kia chắc là bự nhất ha. Dạ. Bự nhất nhà ha. Bé này bự nhất nhà. Quá trời bự luôn. Rất là ngoan, ngoan không em? Ngoan anh. Tao cho anh thử làm nữa coi. Rồi em cắt rồi á. Nhồi sợ. Ok các bạn, nó hơi nó khi nó bám lên tay mình nó cần một cái chỗ nó vững chắc thì nó sẽ nằm im ha. Được chưa? Vậy được chưa? Khó chịu quá. Rồi nó cái yếm của nó cũng bị ghẻ em. Hơi nắm. Do dán à. Do mấy miếng ván á. À, đúng rồi. Cái này là bị nắm nè. Cái này anh em nào mà bị nắm ngay chỗ cái yếm á, anh em phải xử lý liền ha. Anh em có thể mua cái chai xịt trị vip và anh em xịt liền. Tại này để nó ăn sâu á, cái yếm này nó sẽ bị lủng một cái lỗ ha, nó bị lủng một lỗ luôn. Coi như là nó sẽ lủng luôn á chứ nó không có liền lại đâu ha. Thì nhiều anh em hỏi á là tại vì anh em thấy là đuôi với lại móng iguana mà khi mà nó rụng á nó sẽ mọc lại, thì anh em hỏi là những cái nấm này á, nó có thể làm liền lại cái yếm không? Nếu nó bị lủng á thì nó không có liền lại được ha. Ok các bạn, giờ chúng ta sẽ qua đây chúng ta coi. Đây là ba bé nọc ha, ba bé nọc đực. Còn đây là những bé cái nè. Đây là những bé cái ha, những bé cái hai bô rồi. Có ruby eye trong này luôn đúng không? Bốn bé ruby. Bốn bé này đều là bốn bé ruby hết luôn các bạn. Ruby là dòng mắt đỏ ha. Thì đây là cái chế độ ăn của Hoàng Hảo áp dụng ha. Cho ăn gì đó rau muống với cái đó là cà rốt bào ra. Đó. Cái này em chơi kiến luôn ha. Dạ kiến. Ok, kiến nhưng mà sáng có nghĩa là mục đích là để kiến là nhìn vô cho nó đẹp. Nhìn vô nó không có bị hạn chế bởi những cái sông ha, nhưng mà xung quanh đều là lưới hết nó cũng thoáng. Chứ còn lưới bích bùng luôn, ấy kiến bích bùng luôn thì nó nắng. Nắng mà nó rọi vô đây á là em sẽ xây cái chuồng này. Xoay hả? Đúng, cái mặt này là em chỉ để cho nhìn cho đẹp thôi. Còn khi mà nắng mà nó có mỗi tháng nó có cái hướng nắng. Hướng nắng mà rọi vô đây là em sẽ xây cái chuồng cái mặt kia lại. Ok. Để cho nó không có rọi trực tiếp vô. Có nghĩa là nắng là kêu bốn người bốn góc quay cái chuồng lại luôn. Ok em. Quá dữ luôn. Đây cũng là một bé đực nữa ha các bạn. Đực nọc luôn. Còn một ngày một mình nó ở mà nó ăn nguyên mâm này hết không? Không hết anh. Gần hết không? Khoảng hơn một nửa. Hơn một nửa, đồ vậy nó bào cũng dữ quá. Nhưng chứ mà mấy con nọc này thì đa số nó ăn gốc với rau mà rau gốc mình bỏ ra của mấy con cái á thì mình cho nó ăn. Còn rau ngon thì mình để cho mấy con cái ăn. Có phân biệt đối xử hả? Tận dụng lại mấy con nọc này nó ăn dữ lắm. Có nghĩa là đồ mà mềm á thì em cho mấy bà bầu ăn, mấy con cái ăn. Còn mấy cái gai gốc đồ cứng hơn thì em cho mấy con đực ăn. Này kiện lên chỗ phân biệt giới tính. Ok các bạn, bé này đây cũng hibo. Là một bé đực luôn, ruby luôn hả? Hibo thường anh. Này hibo thường thôi. Nói chung nó cũng còn hơi nhát ha, nó đang trong giai đoạn lọc da đó nên cái tâm lý nó hơi bất ổn đó các bạn. Ok rồi, đi tiếp. Vòng. Có một cái khu vực này hả em nuôi để dọn khu vực này hả? Hèn chi anh nói nhiêu đây đâu có đủ đô gì. Đây các bạn, đây là những chuồng này là tất cả toàn bộ là cái ha. Có tầng leo lên xuống. Tầng này là toàn bộ là cái, thì những bé này là những bé hai bô ha. Còn những bé trong kia thì nhìn cái kiểu hình bên ngoài nó chỉ là con rết thường thôi, nhưng mà theo mình đoán thì nó là chắc là rết hết hai bô á. Dạ, chứ ở đây không có rết thường đâu. Tuy nhiên cái kiểu hình bên ngoài nó chỉ là con rết bình thường thôi. Thì cái chuồng này Hảo thiết kế là nó có cái ô ha các bạn, để các bé nó leo lên leo xuống à. Đó, thấy chưa? Đó, nó thông tầng như vậy nó sẽ vận động được nhiều hơn ha. Nhưng mà làm cái chuồng này là mỗi ngày phải xịt tắm, còn không con trên nó ị xuống trúng đầu con khác. Ngày nào em cũng tắm đó. Đúng rồi, phải sạch sẽ vậy mới được.
Thì trong một cái chuồng nuôi đơn giản các bạn khai nước sạch lúc nào cũng phải chuẩn bị. Đó. Thấy nói chung á mình thì lần đầu tiên mình mới thăm cái farm của Hảo ha. Nhưng mà qua những cái hình ảnh trên mạng thì mình được biết là những cái bé Hypo Ruby Eye của Hảo thì rất là khủng và tạo ra rất là nhiều cái sản phẩm đẹp ha các bạn ha. Ở đây còn bé baby nữa không? Lát em cho anh coi mấy bé baby với. Ok, mời các bạn theo mình ha. Bé này bé Ruby. Đây cũng bé Ruby mà màu rất là mướt nè. Đó, màu rất là mướt. Mặc dù chưa có đạt 100% đỉnh cao phong độ nhưng mà rất là mướt ha. Thì cái khu vực bên kia là những bé lớn, còn bên đây là bé nó nhỏ nhỏ hơn. Đó. Cũng tiếp tục là một bé Hypo. Đó, sùng căng nha. Cái màu của nó cũng hơi giống như nó có pha sữa sữa ở trong ha. Sáng. Hảo khoe với mình là con nọc đực á, bự giống như mấy con bên kia là hồi đó là 30 mấy con các bạn. Mà anh em tới anh em thấy mê quá anh em đòi chia riết bây giờ. Còn nhiêu con? Còn có 10 mấy con. Còn có 10 mấy con, nói mà giọng muốn khóc luôn miếu. Ok. Anh em thấy em làm hàng đẹp quá mà. Ở bên này là những cái bé mùa trước. Đó, có thể là một mùa hai mùa gì bên này để chuẩn bị cho tương lai. Toàn bộ là Hypo các bạn. Toàn bộ là Hypo. Nãy giờ mình mới thấy có bé kia là Albino thôi. Và bé này là Blue thôi. Còn tất cả còn lại đều là tông của Red Hypo hết ha. Với bé này là T. Đó, nãy giờ thấy có ba em này là khác qua cái màu khác thôi. Đó. Ôi đằng sau còn gà còn gì nữa. Thử quay cho hết luôn. Baby em để sao? Nhìn nó rất là ngầu luôn ha. Đây là một bé Saifin các bạn ha. Bé này thì cũng khá là nổi tiếng rồi, mấy lần đó trước mình cũng gặp nhiều rồi. À. Thì ra sáng hồi sáng em cặp chiếc này chạy trên đường nè. À, em nói hôm nay có đoàn mô tô đi mà sao đi có người một à. À thì ra là fan luôn. Ok, mời các bạn theo chân mình ra phía sau của vườn của Quang Hải ha. Thì mặc dù Tây Ninh là một cái vùng đất rất là nóng luôn, nhưng mà trồng cây nhiều cái này nó giảm nhiệt tốt lắm các bạn. Với lại nó cái độ ẩm không khí nó tốt. Các bé Igu nó sẽ ok hơn trong vấn đề lột da. Ồ, ớt ngon quá ta. Ồ, ớt xum xê luôn á. Ớt này chắc thơm dữ lắm ha. Dạ, thơm anh. Thơm ngon dữ lắm ha. Dạ. Rồi lát xin lọc mấy trái về trồng. Ok em, thank you em. Vâng, đằng sau đây nó còn một cái góc nữa. Góc này để mấy con mà baby rồi anh. Đó, góc này là để những bạn nhỏ hơn ha. Thì các bạn thấy đó nè, ở đây Tây Ninh thì mùa này mùa mưa, đâm ra là không khí nó có vẻ nó dịu hơn, nó mát mẻ hơn. Nhưng mà mùa nắng thì nó sẽ nắng rất là gắt ha. Mặc dù xung quanh nhà cũng trồng rất là nhiều cây, nhưng mà Hảo cũng rào một cái lớp lưới lan để cho nó giảm bớt cái nhiệt lại. Đó, đồ bé này cũng đẹp nè. Đó. Ngược nắng rồi, ngược nắng nó bị thiếu sáng. Ok. Thì mình lướt lướt qua chứ mình nhìn sơ là biết đẹp rồi. Đây là một bé T ha. Còn đây cũng tiếp tục là một bé Ruby. Rồi năm nay là chắc nó cũng gọi là nó đã em cho đi rất là nhiều rồi đúng không? Dạ. Chứ em làm rất là nhiều mà. Dạ. Đây các bạn. Đây là Hypo Ruby hả? Hypo. Này Hypo thường. Dạ. Đó, anh thấy có bé kia đỏ quá kìa, bé đó là dòng gì? Cũng Hypo luôn anh. Hypo. Đó. Những cái tông màu này nó rất là gắt luôn các bạn. Đó, con Hypo từ từ nó sẽ kéo. Nó sẽ kéo cái màu này nè. Nó lan ra full người luôn thì nó sẽ đỏ. Ha, có nghĩa là con Hypo á có tại vì mình cũng có tiếp xúc với nhiều bạn newbie lắm. Thì khi mình nói con này là Hypo á thì các bạn có vẻ đắn đo. Tại vì các bạn coi những cái hình con lớn á thì nó rất là đỏ, đỏ nguyên con luôn. Mà sao đưa ra con baby á thì nó lại màu này. Thì các bạn hơi đắn đo chút xíu á thì mình sẵn mình cũng giải thích hơn ha. Con Hypo lúc mới nở ra là nó vậy nè, nó gần giống như bạn này nè. Nó gần giống như bạn này nè. Em cầm con đó nha, coi chừng nó chạy nha.
nó gần giống như bạn này ha, nó xanh, nó xanh và trên đầu nó có một ít màu đỏ thế này thôi. Trên đầu bé nó có một ít màu đỏ cộng với cái vàng gai nó có một ít màu đỏ thế này đó, thì mỗi lần lột da đó cái phần màu đỏ này nó sẽ lan ra một chút, thì lên tới size khoảng 5X đầu này nọ, 4X, 5X á, thì cái màu của nó sẽ full đỏ nguyên con ha. Đó chứ không phải mới ra là đẻ nó đỏ luôn. Đó thì có một số bạn mới chơi thì nhìn vô lo lắng không biết là nó sẽ như thế nào. Thì sẵn đây mình giải thích cho các bạn nghe hiểu vậy đó. Thì trong một bầy đẻ ra có những con nó kéo màu sớm, cứ đỏ đẻ ra thì nhìn nó phần đỏ nó nhiều hơn. Còn có những bạn thì nó kéo màu chậm hơn, sau 2-3 lần nó sẽ kéo màu. Tuy nhiên á, chỉ cần cái con giống tốt, cái cặp cha mẹ nó gen nó xịn, sau này màu đỏ nó đẹp á, thì cho dù kéo sớm hay là kéo muộn gì á, thì đến tầm khoảng 5-6X là nó sẽ đẹp tương đối giống nhau ha. Thì có con nó sẽ kéo sớm, có con nó sẽ kéo muộn thôi. Đó, còn bên này là những bé tê. Ok, hai bô xong rồi, bỏ này. Đây là những bé tê ha. Tê tức là rin hai bô. Albino tê á thì mình gọi tắt là tê thôi. Còn những cái bé vàng chanh á thì là albino. Đó, còn này là albino tê tức là con rin hai bô, con rin mất sắc tố đen. Màu nó rất là sạch ha các bạn ha. Nhìn màu nó cũng rất là sạch luôn. Bản gai cũng tốt. Đó. Ok. Rồi những bé này mình các bạn chắc coi clip mình cũng đã quen, từ từ sẽ quen cái tên ha. Nãy giờ anh để ý con này nè. Đó các bạn thấy lúc mà mới đẻ ra là nãy mình có nói là nó vàng vàng thôi, nó chỉ có mấy cái lằn đỏ thôi. Nhưng mà khi mà nó lớn nó kéo một hai lần lột da đó thì nó sẽ full đỏ như thế này. Ha các bạn ha. Đó, từ từ mỗi lần lột da nó sẽ thay đổi chứ không phải mới đẻ ra là nó bị luôn. Bé này nó bị mù bẩm sinh các bạn. Này là trong quá trình sinh sản nó bị cái tật bẩm sinh ha. Thì hôm bữa mình mới làm cái clip về cái vấn đề những bé mù bẩm sinh này. Thì các bạn có thể đón xem. Đó, uổng quá ha. Bé này màu tốt quá trời tốt luôn. Màu này màu cô rồ. Đúng không? Tông này tông cô rồ, tông đỏ gạch á. Tông như cục gạch nung á. Đó, mà bé nó bị mù bẩm sinh các bạn. Hai mắt nó có chút xíu à. Đó. Ok. Rồi vô đây. Mặc dù nó mù quá nó không có dùng ánh mắt được nhưng mà nó dùng cái khứu giác với lại cái xúc giác của nó, nó vẫn tự ăn uống bình thường. Anh đang định hỏi sao nó ăn được. Nó mò, nó nhìn con này con kia nó hay lắm anh. Nó mò được. Riêng về nó mù anh bỏ qua chuồng bự thì bỏ thức ăn vẫn ăn uống bình thường. Có tầng leo lên leo xuống nhưng mà vẫn. Ok các bạn, này là em chơi luôn hả? Dạ. Nói chung mình là dân sinh thực cảnh thì mình thường thường mình chơi nó tùm lum luôn ha. Cái này là lan kiếm nha các bạn. Này là lan kiếm. À, cũng đang rất là hot luôn. À, mấy chậu này em Việt Nam hả? Việt Nam lên hả? Chắc dày quá. Này ở này bên Dĩ An có cái lò của ông anh cũng đùng mấy cái bonsai. Bình Dương nhiều. Bình Dương nhiều. Đúng rồi. À, Bình Dương thì làm chậu cổ này nè đa số, sau này có một số anh em thì làm chậu cách tân theo kiểu Nhật đồ. Đó đang kiếm nè các bạn. Nó sẽ ra cái chỗ bông. Trong dân sinh vật cảnh thì thường thường nó mê vòng vòng dính hết à. Trước sau gì cũng dính hết à. Đủ các con, rồi bông hoa cây trái nữa. Ok các bạn. Rồi. Còn khu nào nữa không em? Hết anh, sao gà không à. Nguyên cái buồng chuối luôn. Nó trổ tới đất luôn anh. Ghê vậy hả? Dạ. Là bắp này nó trổ hoài luôn, trổ hoài, trổ nào tới đất thôi, chừng nào mình cắt bỏ thôi. Nó trổ hoài đụng đất luôn các bạn. Wow. Hơi bị đỉnh nè. Nó chín từ từ, chín từ từ cho trên xuống, mình ăn từ từ từ. Ăn từ từ xuống luôn. Hay dữ người ta. Ăn ngon không em? Chuối ngon không? Giống như Simon vậy anh. Simon hả? Bột bột ha? Dạ cũng hay bột bột. À, quá hay luôn. Ok các bạn. Trời lại bắt đầu đổ mưa. Hồi sáng lúc mình đi ốp á thì sáng trời bình thường ha. Đi tới nửa đường thì mưa rất to. Xong rồi tới chỗ ốp á thì lại hết mưa. Đầu nắng lên nhẹ nhẹ, ốp xong ấy bắt đầu chuyển mưa. Chuyển mưa này sắp tới mình sẽ đi ăn thôi. Đúng rồi, ngày hôm nay ông trời rất là chiều lòng người ha. Lúc nào cần nắng thì nắng mà lúc nào cần mưa thì mưa. Ok. Ở bên đây, ôi còn mấy con gà này, con gà gì ta? Gà cũng nhiều đồ chơi để quay cho anh em coi quá. Gà này gà gì à? Gà Brahma gì anh? À Brahma hả? Dạ. Ok đi đường nào vô em. Này, đây luôn. Đi vô nhà Hảo khá là lắc léo ha. Đồ cứ giấu góc góc một chút vậy đó. Đây là những chú gà Brahma hả? Dạ, Brahma gì đó anh.
À, Braha hả? Yeah. Hay là Yamaha? Ok các bạn, cái đặc điểm gà này là nó như thế nào, em có thể giới thiệu với mọi người không ta? Cái thể tạng nó lớn nhất của nó khoảng 5-6kg anh. 5-6kg. Rồi cái chân nó thì cái lông. Cái lông nó mọc ngộ hả ta? Dạ. Cái lông này giống như là kiểu lông cánh mà nó mọc dưới chân. Đúng rồi. Hồi xưa em không biết, em mua bên mấy con đen đó thì nó không thuần chủng. Bên trắng này là thuần chủng thôi. À. Ủa con kia con đen nó phải gà mặt quỷ không? Dạ. Nó là gà mặt quỷ đen mà nó lai. Đúng rồi, thịt nó đen luôn. Thịt nó đen. Ăn cứng, thịt ngon. Ở dưới anh có nuôi mấy gà mặt quỷ này nhưng mà của anh nó full đen luôn. Nhưng dạ, mà cũng lai chứ không có được thuần chủng. Không, đúng rồi. Không có rạch. Ôi con gà này ngộ các bạn. Cái sắc tố lông của nó rất là đẹp sang ha. Trắng và đen. Đó. Thì mà cái chân của nó thì rất là cao. Và điều đặc biệt là ở dưới nó có những cái lông giống như cái lông cánh này, nó xòe khúc này ra. Ha. Thì nhìn nó khá là đặc biệt luôn. Nhưng mà bù lại nó sẽ dơ. Yeah, đi nó quét tới quét luôn nó sẽ dơ. Ờ, nhưng mà cái form, cái mặt à, quay vô tí cái mặt nó rất là đẹp ha. Cái mặt nó rất là đẹp. Mặt trắng đỏ có tích. Rồi. Ok quá. Rồi bên này là sẽ có một số gà mặt quỷ. Gà mặt quỷ nó đen các bạn, mồng tích rồi nó đen hết, xương nó cũng đen luôn. Hey, để chuối cho mấy chú gà ăn nè. Bên này cũng nó ha em. Không, này gà Mỹ. À này gà Mỹ. Siêu hả? Dạ. Ờ. Em cũng đổ chơi luôn. Không, ông anh kế đổ anh. À này là bên anh của em. Dạ. Đây con này cũng đặc biệt nè. Hồi đó mình cũng có chơi gà kiển các bạn. Ngày xưa chơi gà kiển. Đó. Mặt đen thù lùi. Mấy gà trống em để chung vậy nó không đá lộn mà. Dạ không, nuôi từ nhỏ giờ á. Trời sao trên anh cũng nuôi từ nhỏ mà nó đá banh chành luôn. Mấy gà trống ở chung nhau đá banh chành hết. Chắc chuồng em rộng. Dạ đúng rồi. Chuồng em rộng hơn chuồng anh. Chuồng anh thì một chuồng nó bằng này bằng tới 3 chuồng anh luôn. Gà trống là lâu lâu cũng bắt ăn thịt anh. À. Ok các bạn. Nãy giờ mình đi một vòng tham quan của Hảo. Hảo rất là nhiệt tình dẫn mình đi, còn hứa hẹn tặng mấy trái ớt nữa. Ok, lát mình phải lấy về. Tại ăn ớt thơm ngon nó cũng hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ qua mình ngắm lại cái dạng Igu nha, ngắm sơ một cái. Rồi tới nhà gia chủ mới bắt gia chủ hít đất mấy cái được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ngắm những bé iguana khủng của Hảo lại một lần nữa ha. Rồi chúng ta sẽ bắt gia chủ hít đất mấy cái rồi dẫn đi ăn cho nó đủ bộ. Ok. Thằng này nó liếc liếc mình hoài à, mà nó hiền. Nó cứ liếc liếc mình hoài. Anh nãy anh giờ anh muốn lên vòng cao rồi. Ok. Rồi. Hết đất mấy cái thì kết thúc video ha. Vô đây luôn. Đây chỗ sạch. Đây đây. Vô thành. Vô. Mình mà tới nhà rồi mất rồi đó, mất rồi. Hồi nãy em trốn rồi, bên kia em trốn mà. Dạ. Nhiều cái. Trăm. Sợ anh Nam không nổi. Thử luôn. Vô. Chắc ăn vô gấp cái đũa giống nhỏ cho mình làm đi, nên Nam bỏ ăn. Ok luôn á, trở về luôn. Còn anh thấy cũng hơi đuối đuối Hảo à. Thôi nghỉ đi. Ok em. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video clip nãy giờ ha. Ok, bye bye mọi người. Rồi mưa luôn. Thôi thả tự nhiên vậy mình đi ăn rồi mà.